Gần đây, dù không ghi bàn, tuy nhiên Ronaldo vẫn biết cách tạo nên sự khác biệt ở trận đối đầu với Tây Ban Nha. Cụ thể ở phút 67, trong một tình huống phản công nhanh của Bồ Đào Nha, Ronaldo nhận bóng từ trên cao bên cánh trái, quan sát thấy Renato Sanchez đang băng lên ở cánh đối diện. Tiền đạo của Juventus đã thực hiện cú mang ngoài siêu tinh tế, bóng đi vòng cung trước khi tới đúng vị trí của Renato Sanchez. Cựu cầu thủ Benzema dứt điểm một chạm khiến thủ môn Kepa bó tay, tuy nhiên bóng lại tìm đến xa ngang. Và mọi người đừng quên đăng ký hội phí Mr. Zero được chúng mình đính kèm link ở dưới phần mô tả để luôn ủng hộ cho channel Mr. Zero nhé. Các bạn fan của Mr. Zero ơi, hãy nhanh tay đăng ký để trở thành hội viên của chúng mình ở đường link phía bên dưới clip để được hưởng những ưu đãi đặc quyền chỉ có fan hâm mộ mới được sử dụng nhé. Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Hiện nay bạn không chỉ cần một đôi chân khéo léo để trở thành một cầu thủ giỏi. Trong thế giới bóng đá hiện đại, người ta đang dần đòi hỏi các cầu thủ phải biết chơi bóng bằng cái đầu. Tư duy chơi bóng cùng với cách xử lý thông minh sẽ mang lại những điều khác biệt rất lớn trên sân cỏ. Vì thế hãy cùng chúng tôi đến với những pha xử lý mang IQ rất cao của các cầu thủ nhé! Na Uy đang sở hữu một lứa cầu thủ trẻ vô cùng hứa hẹn, đặc biệt phải kể đến hai cái tên đang được cả châu Âu săn đón là Erling Haaland và Martin Odegaard. Từ giữa sân, Odegaard thực hiện đường chọc khe cực kỳ chính xác, loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự đối phương. Tình huống thể hiện tầm nhìn cũng như nhãn quan chiến thuật rất xuất sắc của tài năng trẻ Real Madrid. Dĩ nhiên Haaland cũng thực hiện tốt công việc còn lại của mình khi thoát xuống và dứt điểm gọn gàng tung lưới Rumani. Khi đánh mất phong độ tại Manchester United và Arsenal, Mkhitaryan từng là vua kiến tạo của Bundesliga. Từ khi chuyển sang Serie A chơi bóng trong màu áo AS Roma, tiền vệ này đang dần tìm lại được chính mình. Nhận thấy Edin Dzeko đang chạy chỗ, cầu thủ mang áo số 77 ngay lập tức thực hiện đường chuyền rất thông minh bằng cái lòng trong chân phải. Bóng từ phía Mkhitaryan được đưa đến đúng tầm chân của Dzeko. Cựu tiền đạo Man City dễ dàng dứt điểm tung lưới để có được bàn thắng cho riêng mình. Sau khi để Thiago Alcantara chuyển đến Liverpool, Bayern Munich gần như không mất nhiều thời gian để tìm được người thay thế tiền vệ người Tây Ban Nha. Đó chính là Joshua Kimmich. Cầu thủ người Đức ngay lập tức thể hiện mình không hề thua kém người đồng đội trong khoảng truyền bóng. Một cú phất bóng cực kỳ chuẩn xác giúp Coman có cơ hội đối mặt với thủ môn rồi ghi bàn. Kimmich đang khiến cho các cổ động viên hùm xám dần quên đi cái tên Thiago. Tưởng chừng như João Félix sẽ không thể phát triển đúng như kỳ vọng khi phải chịu áp lực quá lớn từ mức phí chuyển nhượng khổng lồ. Nhưng giờ đây cầu thủ trẻ người Bồ Đào Nha đang một mình lĩnh sướng hàng công của Atletico Madrid. Đối mặt với hàng phòng ngự dày đặc của đối phương, Félix đã khiến tất cả phải trầm trồ với pha xử lý của mình. Cầu thủ mang áo số 7 có pha vuốt bóng cực đỉnh qua đầu đối thủ giúp Correa dễ dàng ghi bàn trong tư thế không bị ai theo kèm. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief.
so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, getting there ain't no point in resisting. Living life like a dream, living right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day, it'll be me. Ansu Fati đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 2 bàn ở C1 khi chưa bước qua tuổi 18. Tiền đạo trẻ của Barcelona lập công khi thực hiện một cú volley bằng má ngoài chân phải rất tinh tế. Trước đó cũng phải kể đến tình huống kiến tạo rất ấn tượng của Frenkie de Jong. Tiền vệ người Hà Lan thực hiện một đường chuyền bóng hoàn hảo. Bóng dễ dàng vượt qua hàng phòng ngự dày đặc của đội bóng áo trắng để Ansu Fati băng lên ghi bàn. Best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. Những người còn hoài nghi về tài năng của Douglas Costa sẽ phải thay đổi suy nghĩ đó ngay lập tức sau khi xem pha bóng này. Thực hiện pha cài người cực kỳ thông minh khi đang bị áp sát, tiền vệ người Brazil ngay lập tức xoay người để loại bỏ được hai hậu vệ đối phương. Chưa dừng lại ở đó, Costa có đường chọc khe rất vừa tầm để đồng đội băng súng, thiết lập một tình huống tấn công nguy hiểm. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. Aaron Ramsey đã không còn là một cái tên thường xuyên xuất hiện trong đội hình chính của Juventus. Nguyên nhân là đội bóng này đang sở hữu nhiều cầu thủ rất chất lượng ở hàng tiền vệ. Thế nhưng tuyển thủ xứ Wales vẫn có những pha bóng khiến người ta nhớ lại hình ảnh hào hoa của anh trong màu áo Arsenal. Cú chích mũi giày cực kỳ nhạy cảm của Ramsey đã giúp Ronaldo có khoảng trống để băng súng dứt điểm. Một đường chuyền hội tụ đầy đủ yếu tố từ độ chính xác, sự tinh tế và thông minh của cầu thủ mang áo số 8. Thế giới bóng đá đã từng ngây ngất với những cú Trivela thần sầu của Quaresma. Ngoài tiền vệ người Bồ, Neymar giờ đây còn áp dụng kỹ thuật siêu hạng này vào những đường chuyền của mình. Từ phần sân nhà, siêu sao người Brazil thực hiện cú vẫy má ngoài điêu luyện. Bóng từ chân của anh tạo ra một đường cong hoàn hảo và đến đúng vị trí của người đồng đội đang băng lên. Đáng tiếc, đường căng ngang sau đó lại bị Mbappe bỏ lỡ một cách rất đáng tiếc. Rất nhiều người xem phải ngã mũ thán phục cho pha dàn xếp đá phạt góc cực kỳ thông minh này của AC Milan. Thay vì một đường tạt bóng vào phía trong vòng cấm, Samu Castillejo lại thực hiện đường chuyền trả lại cho tuyến hai. Trước sự ngỡ ngàng của đối thủ, Calhanoglu bất ngờ xuất hiện rồi đặt lòng một cách cực kỳ chính xác vào khung thành. Dĩ nhiên thủ môn đội khách không hề có bất kỳ phản xạ nào cho pha dứt điểm này.
Thomas Müller vẫn được coi là kẻ cắp không gian khi cầu thủ người Đức có khả năng di chuyển phá bẫy việt vị và đánh hơi bàn thắng cực kỳ tốt. Thế nhưng ngoài những điểm mạnh đó ra, Müller cũng sở hữu kỹ năng truyền bóng không thua kém một tiền vệ trung tâm nào. Trước sự vây ráp của các cầu thủ Atletico Madrid, nhà vô địch World Cup 2014 vẫn nhìn ra được khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự và tạo ra một đường chọc khe rất hiểm hóc. Đường chuyền này sau đó mở ra một tình huống phản công nguy hiểm cho Bayern. Chắc hẳn các bạn đã vô cùng trầm trồ và thán phục trước những tình huống chơi bóng cực kỳ thông minh của các siêu sao bóng đá phải không nào? Nếu thấy video hay, hãy like, share và subscribe cho kênh. Đừng quên để lại bình luận về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.